chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Đài Phát thanh Long An. Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau: lễ giao nhận, truy điệu, an táng hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thắp nến tri ân ở các địa phương, phóng sự nặng tình nặng nghĩa với thương binh nặng của phóng viên Duy Huệ sẽ kết thúc chương trình thời sự này. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Long An đã long trọng tổ chức lễ bàn giao, đón nhận, truy điệu và an táng 20 bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia giai đoạn 15, mùa khô năm 2015-2016. Đến dự có Trung tướng Phạm Văn Chỉ, Chính ủy Quân khu 7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang. Về phía tỉnh bạn có tỉnh trưởng tỉnh Svayriang, ngài Man Phi Pon, Vương quốc Campuchia cùng đông đảo các sở ban ngành lực lượng vũ trang hai nước. Tại lễ bàn giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần, trưởng ban chỉ đạo 1237 và ngài Man Phi Pon, tỉnh trưởng tỉnh Svayriang đã thực hiện nghi thức ký biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ. 20 bộ hài cốt liệt sĩ hồi hương lần này là kết quả mà đội K73 Long An phối hợp chính quyền và nhân dân Campuchia quy tập được trong hai đợt của giai đoạn 15, mùa khô 2015-2016, trong đó hai bộ có tên và địa chỉ là liệt sĩ Sáu Lùng, quê quán Long An và liệt sĩ Trung, quê quán Hà Nội. Sau lễ bàn giao, đón nhận hài cốt quân tình nguyện tại cửa khẩu, ban chỉ đạo đã tổ chức lễ chiến truy điệu và an táng 20 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Hưng. Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Cần, trưởng ban chỉ đạo 1237 ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ và khẳng định Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa và đặc biệt chú trọng công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ về an táng tại đất mẹ. Qua đó làm ấm lòng, hương hồn các anh hùng liệt sĩ và làm vơi đi nỗi đau thương mất mát của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều hài cốt chiến sĩ quân tình nguyện vẫn chưa thể phát hiện, cất bốc. Đó là nỗi dây dứt của ban chỉ đạo 1237 nói riêng và nhân dân Long An nói chung. Vì vậy trong thời gian tới, ban chỉ đạo và đội K73 quyết tâm nỗ lực tìm kiếm, giúp các liệt sĩ, những chiến sĩ trung kiên đã góp phần tô thêm truyền thống Long An trung dũng kiên cường sớm được hồi hương. Cũng trong sáng nay, ban chỉ đạo 1237 tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia đưa về nước giai đoạn 15, mùa khô năm 2015-2016 và quy tập mộ trong nước 6 tháng đầu năm. 15 năm qua, đội K73 Long An đã quy tập hồi hương đưa về đất mẹ 2058 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, trong đó có 158 bộ hài cốt có tên và địa chỉ. Về quy tập mộ trong nước, 6 tháng đầu năm 2016, đội K73 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Huyện Thạnh Hóa tổ chức cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức bàn giao cho địa phương an táng theo quy định. Hiện đội K73 và đội phối hợp tỉnh Svayriang đã xác định trên địa bàn tỉnh Svayriang còn lại 7 vị trí với khoảng 25 mộ sẽ tiếp tục được tìm kiếm cất bốc trong thời gian tới. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tìm kiếm cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước giai đoạn 14, mùa khô năm 2015-2016. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua 26 tháng 7, đoàn công tác cán bộ tỉnh Long An đã đến thăm hỏi tặng quà 11 đối tượng chính sách được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Đoàn đã ân cần thăm hỏi về cuộc sống sinh hoạt, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh xương máu của các cụ, các mẹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn các cụ, các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe. Trung tâm Bảo trợ Xã hội đang nuôi dưỡng 370 đối tượng, trong đó có 11 đối tượng chính sách, nay dưỡng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, con liệt sĩ. Tất cả 11 đối tượng khi vào trung tâm đều được sắp xếp sinh hoạt, ăn ở ổn định, được chăm sóc từ việc ăn uống đến việc khám sức khỏe định kỳ. Trong số này có những người được nuôi tại trung tâm trong suốt 15 năm qua. Chiều hôm qua 26 tháng 7, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thị Nhanh đã đến xã Đức Tân và Nhật Ninh, huyện Tân Trụ thăm 15 gia đình chính sách và yếu bệnh tật tiêu biểu. Tại xã Đức Tân, bà Trần Thị Nhanh đến thăm ông Phạm Văn Trà, ngụ ấp Bình Lợi, năm nay trên 80 tuổi, là cha của liệt sĩ, và bà Nguyễn Thị Thiềm, ngụ ấp Bình Hòa, năm nay 72 tuổi, là vợ liệt sĩ. Bà Trần Thị Nhanh ân cần thăm hỏi
và gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình, đồng thời trao tặng mỗi gia đình một phần quà tiền mặt 500.000 đồng. Cùng ngày, đoàn đã đến xã Nhật Ninh thăm bà Đỗ Thị Ngẫu, ngụ ấp Thuận Lợi, và bà Nguyễn Thị Nở, ngụ ấp Nhật Tân, là vợ liệt sĩ. Tất cả 15 gia đình đến thăm đều thuộc diện già yếu, đau ốm thường xuyên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu. Bà Trần Thị Nhanh thăm hỏi sức khỏe, trao tặng mỗi gia đình một phần quà 500.000 đồng của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường cùng đoàn cán bộ thị xã và các xã đến thăm gia đình chính sách trên địa bàn xã Thành Trị, Tuyên Thành và Thành Hưng. Trong đợt thăm gia đình chính sách kỳ này, Ủy ban nhân dân thị xã đã đến thăm 12 gia đình, trong đó có 2 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, một mẹ năm nay thọ 104 tuổi, hiện đang sinh sống tại xã Tuyên Thành. Các gia đình còn lại là thương dân của liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Được biết, trong chuyến đi thăm lần này, đoàn đã tặng mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng để hỗ trợ các gia đình. Ngoài ra, đoàn cán bộ của các xã Tuyên Thành, Thành Trị và Thành Hưng cũng hỗ trợ thêm nhiều phần quà cho các gia đình. Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Phú Kiểm, Phó Bí thư Thị ủy Kiến Tường đến thăm tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Như và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường 1, thị xã Kiến Tường. Tiếp theo là hoạt động thắp nến tri ân của lực lượng đoàn viên thanh niên các địa phương. Tối qua ngày 26 tháng 7, tỉnh đoàn Long An đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh cho lực lượng đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016. Với tấm lòng thành kính tri ân, các cán bộ tỉnh và cùng lực lượng đoàn viên thanh niên đã dâng hương, đặt vòng hoa và kính cẩn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, các cán bộ đoàn viên thanh niên đã đến thắp hương lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Cùng với các hoạt động trong tuần lễ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, lực lượng đoàn viên thanh niên đã đồng loạt đến viếng tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, các đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên toàn tỉnh. Với hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ sẽ được tuổi trẻ tỉnh nhà dâng hương tưởng nhớ. Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Đức, tối qua, Ban Thường vụ huyện đoàn Cần Đức tổ chức diễn nghĩa trang liệt sĩ huyện và thắp nến tri ân những người con ưu tú của quê hương đã hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các bạn đoàn viên thanh niên đã thực hiện nghi thức tưởng niệm tại đền thờ liệt sĩ huyện, dâng hương dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Gần 2.000 ngọn nến được đoàn viên thanh niên huyện nhà thắp lên thể hiện sự tri ân, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Ngoài việc thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Đức, tại nhà bia ghi danh liệt sĩ 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện, đoàn viên thanh niên các xã thị trấn cũng tổ chức thắp nến tri ân. Tối qua, Ban Thường vụ huyện đoàn Vĩnh Hưng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng. Với tấm lòng thắp tâm nhang tưởng nhớ những người con anh dũng của quê hương, 250 đồng chí là cán bộ và đoàn viên thanh niên của 10 xã thị trấn trên địa bàn đã cùng thắp lên hàng trăm ngọn nến hồng tri ân cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc tại các ngôi mộ liệt sĩ ở nghĩa trang. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thiêng liêng. Đây là hoạt động thiết thực phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ nói riêng và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nói chung, thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nguyện tiếp bước cha ông sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng quê hương Vĩnh Hưng phát triển đẹp giàu. Huyện đoàn Tân Thạnh kết hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Thạnh tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Tân Thạnh và Thạnh Quá. Tại buổi lễ, thay mặt tuổi trẻ huyện Tân Thạnh, ông Tô Thành Quốc, bí thư huyện đoàn, bày tỏ sự tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước, đồng thời hứa trước vong linh các anh hùng liệt sĩ nguyện tiếp nối những giá trị, lý tưởng, truyền thống mà các thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu xây dựng, giữ gìn, chung đắp, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, rèn đức luyện tài, rèn tâm trong, trí sáng, xây hoài bão lớn, cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ, xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng huyện Tân Thạnh anh hùng, ngày càng văn minh và thấm đượm nghĩa tình. Sau diễn văn tri ân, đại biểu cho đoàn viên thanh niên đã dành phút mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, dâng hương dâng hoa và thắp nến ở gần 1.800 phần mộ liệt sĩ. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 5 phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thái Bình Trung và đồn biên phòng Long Khốt tổ chức nghi lễ dâng hương và khánh thành bia tưởng niệm khắc tên ghi công 119 anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn 5, Lữ đoàn 5 đã anh dũng hy sinh năm 1972 tại mặt trận Long Khốt.
Trước đây vào năm 2009, được sự hỗ trợ của báo Sài Gòn, Giải Phóng và sự đóng góp của nhân dân trong và ngoài xã với số tiền hơn 400 triệu đồng, xã Thái Bình Trung đã xây dựng khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Được sự giúp đỡ tận tình của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Siêu đoàn 5 đã xây dựng bổ sung bia tưởng niệm tại đồn Long Khốp, xã Thái Bình Trung, được làm bằng chất liệu đá hoa cương với sự điêu khắc tỉ mỉ của các thợ thủ công đã làm cho công trình thể hiện được sự trang nghiêm. Hiện nay, liệt sĩ được ghi danh tại nhà bia lên 720 người. Dịp này, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Siêu đoàn 5 cũng đã thăm tặng quà cho một gia đình chính sách trị giá 5 triệu đồng, tặng quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Thưa quý vị, là nữ thương binh duy nhất về sinh sống trong khu tập thể làng thương binh Nhị Thành, huyện Thủ Thừa từ ngày mới thành lập. Những tưởng khiếm khuyết bệnh tật trên cơ thể do thương tích chiến tranh để lại sẽ khiến bà Khổ Thị Ánh, người con của quê hương Đức Hòa anh hùng, sẽ phải chịu thiệt thòi, khép mình lại với cảnh sống đơn lẻ. Có ngờ đâu duyên số, mà đúng hơn là sự đồng điệu và thấu cảm của hai thương binh đã khiến bà Ánh phải lòng và kết duyên với ông Phạm Văn Điền, một trong 70 thương binh nam về sinh sống tại đây. Vượt qua mọi rào cản của gia đình và cái nhìn ái ngại của mọi người cho tương lai dù trông trên của hai vợ chồng đều là thương binh nặng, ông Điền, bà Ánh bằng sự lạc quan của người lính và tình yêu không giới hạn đã giúp họ vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống như cách mà họ đã từng đi qua cuộc chiến. Ngoài vết thương chiến tranh, hai vợ chồng còn mang trong mình nỗi đau da cam, dioxin, thậm chí ngay cả thiên chức làm mẹ cũng khó thực hiện được, nhưng chưa bao giờ họ thấy thiệt thòi. Ấy vậy mà như một phép màu, ở tuổi 42, họ mừng đến rơi nước mắt khi chào đón đứa con trai đầu lòng và cũng là duy nhất chào đời khỏe mạnh. Bà Khổ Thị Ánh, vợ ông Phạm Văn Điền, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, chia sẻ. Trời ơi, có thai là mừng, con gái gì miễn có là được rồi. Thì hồi đó không nghĩ là con trai con gái, mà không nghĩ là mình sẽ có con. Mình mới đi sinh đứa con của bà chị về nuôi, hồi nó 5 tuổi. Khác với bà Ánh, bà Phạm Thị Dần là một người con xứ Nghệ khỏe mạnh, đang ở lứa tuổi đẹp nhất đời người, tuổi 18. Nhưng đã vượt qua mọi lời nói bàn tán để thuyết phục gia đình cho mình được làm vợ ông Phạm Văn Được, người thương binh nặng miền Nam đang nằm an dưỡng trên quê hương miền Bắc. Bà Phạm Thị Dần, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa cho biết. Người ta đã mất một phần xương máu cho đất nước rồi. Những người mình nằm xuống người ta cũng không hưởng gì, thì mấy chú thương binh cũng còn được, cũng còn tuy thì nó không còn nguyên vẹn nhưng mà người ta cũng còn sống được. Rồi mình kết hôn với người ta thì mình trước khi đó thì mình phải lường trước những cái chuyện mà khổ sở hoặc cực khổ hoặc cái gì đó, mình phải lường, phải biết hết là tất cả là mình phải gánh hết đó, cho nên mình cũng không ngán ngại gì hết. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng về làng thương binh Nhị Thành lập nghiệp, vượt qua những thăng trầm cuộc sống, vượt qua cả màn đêm luôn bao trùm lấy những năm dài gian khó, tưởng chừng như kiệt sức khi bà Dần vừa sát cánh bên chồng chiến đấu với bệnh tật, vừa làm thêm để mưu sinh với một nách ba con. Ông Được là thương binh nặng nhưng cũng tìm được nghề sạc bình điện để san sẻ với vợ phần nào khó khăn. Cứ thế, cái tình cái nghĩa vợ chồng hơn 40 năm sau nặng đã giúp họ hạnh phúc bên nhau với ba người con hiền hậu, những đứa con ngoan ngoãn. Thời chiến, những người lính như ông Liền, ông Được đã dịnh cho cây súng, dịnh cho đồng đội mà bước đi. Còn về giới thời bình, không ai trở thành thương binh, nơi mà các ông có thể dựa chào để sống và bước tiếp. Không ai khác chính là người vợ của mình. Ông Phạm Văn Được, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa chia sẻ. Em cũng rất hạnh phúc vì chú từ cưới vợ từ ngoài Bắc về trong Nam, vừa tạo điều kiện có anh em trợ lực. Thì sau khi mình xây dựng gia đình rồi, thì cũng như mình được người vợ rồi là có nghĩa mình phải giữ được cái quan điểm. Quan điểm này là quan điểm của ông bộ đội hồi trước, tình yêu ở nhà vất vả. Thì sau khi đất nước hòa bình rồi phải cố gắng mà xây dựng cái tình cảm, nuôi nấng con cái để học nên người. Tình yêu của những người thương binh, đặc biệt là đức hy sinh, sự cao thượng của những người phụ nữ, khiến tình yêu đơm qua kết trái để thế hệ mai sau viết tiếp những bài ca anh hùng về người lính, về người phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang. Thưa quý vị, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Dương biên tập. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.